Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta đến với môn thể dục lớp 7. Chúng ta sẽ ôn lại bài thể dục liên hoan lớp 7 để cho các em chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ. Sau đây, thầy xin mời tất cả các em chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Và bài ôn tập của chúng ta đã kết thúc. Thầy chúc các em hoàn thành bài kiểm tra thật tốt. Thầy xin chào tất cả các em.